Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Daisy. Ở trong vũ trụ bao la, trái đất hành tinh xanh dường như bình thường này lại ẩn chứa những bí mật làm cả nhân loại phải kinh ngạc và phát cuồng. Trái đất từng là một sự tồn tại tầm thường trong ngân hà, với nền văn minh, công nghệ và sức mạnh đỉnh cao đều thua xa mức trung bình của nhân loại. Tuy nhiên, theo sự xuất hiện của một loạt sự kiện, bí mật của trái đất dần dần lộ ra. Ban đầu khi mà Lao Phong đang thực hiện nhiệm vụ, đột nhiên nhận được một email khẩn cấp từ Chân Diễm Vương. Sau đó ngay cả những tồn tại đáng sợ như Bất Hủ Tôn Giả cũng yêu cầu Chân Diễm Vương cung cấp số hiệu vũ trụ ảo của Lao Phong, mục đích là để mua trái đất. Lao Phong thả chết chứ không chịu bán trái đất. Điều này làm anh nhận ra rằng trái đất không hề đơn giản, và tất cả nguyên nhân này phải truy ngược lại thời đại xa xưa nhiều. Hóa ra từ rất lâu trước đây, trái đất đã từng được một vị đại năng sĩ tộc cải tạo. Vị đại năng này chính là lão sư tương lai của Lao Phong, Tọa Sơn Khách Thần Vương. Sự cải tạo của Tọa Sơn Khách làm cho trái đất có những đặc tính đặc biệt. Sinh mệnh được nuôi dưỡng trên trái đất sẽ có sự tiến hóa về linh hồn. Trái đất dường như trở thành một máy cường hóa linh hồn. Nhân loại sống ở trên trái đất về tâm tính cũng vượt xa các loài ở trên hành tinh khác. Không chỉ vậy, toàn bộ hệ mặt trời đã được xây dựng thành một loại trận pháp hủy diệt, và trái đất chính là trận nhãn. Trong vô tận thời gian, trái đất thậm chí đã bị hủy diệt hơn 12 lần, thế nhưng nó lại có thể một lần nữa tụ hợp lại hoàn chỉnh. Sức sống mạnh mẽ và khả năng phục hồi đặc biệt này không nghi ngờ gì, chỉ là sự thể hiện quan trọng của bí mật trái đất. Người mạnh nhất của nhân loại, người sáng lập ra cự phủ, đích thân đến trái đất để điều tra, cũng phát hiện ra bí mật kinh thiên này. Hai thiên tài hàng đầu với tỷ lệ gặp gỡ hàng tỷ lần, La Phong và Hồng đều đến từ trái đất, và cả hai đều thể hiện tài năng linh hồn và ý chí vượt trội. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Biểu hiện của Hồng tại huyễn cảnh hải khiến mọi người kinh ngạc. Với sức mạnh cấp vũ trụ, anh ta đã vượt qua 20 tầng, đã đến cấp độ ý chí của vũ trụ tôn giả. Kiến thức này làm rung động cấp cao nhất của đấu võ trường cự phủ, cũng khiến họ tập trung sự chú ý vào trái đất. Bí mật của trái đất sau khi được phát hiện ngay lập tức thu sự chú ý rộng rãi của nhân loại. Vô số cường giả xuất hiện để khám phá bí mật của trái đất. Các tôn giả không tiếc giá nào để có được thông tin hoặc là tài nguyên liên quan đến trái đất. Các thần linh bất tử cũng lần lượt đến, muốn vén màn bí ẩn ở phía sau trái đất. Đối với nhân loại, bí mật của trái đất có giá trị và ý nghĩa to lớn. Trước tiên, sự tiến hóa của linh hồn có nghĩa là nhân loại ở trên con đường tu luyện và trưởng thành, có thể có tiềm năng và không gian lớn hơn, sở hữu linh hồn mạnh mẽ hơn. Dù trong tu luyện võ học, điều khiển tinh thần niệm lực hay là hiểu biết về quy tắc vũ trụ đều sẽ có lợi thế hơn nhiều. Thứ hai, hiểu rõ trận pháp đặc biệt của trái đất cũng như là nguyên lý phục hồi của nó có thể cung cấp cho nhân loại những ý tưởng và phương pháp mới trong việc sinh tồn và phát triển trong vũ trụ. Điều này có thể liên quan đến phòng thủ, sử dụng tài nguyên, kéo dài sự sống và nhiều đột phá quan trọng khác. Thêm vào đó, phương pháp và công nghệ cải tạo trái đất của Tọa Sơn Khách không nghi ngờ gì chỉ là một tồn tại vượt ngoài tưởng tượng. Nếu nhân loại có thể từ đó thu được một số gợi ý hoặc là manh mối, sẽ tạo ra ảnh hưởng khó lường đối với sự tiến bộ công nghệ và nâng cao sức mạnh của nhân loại. Tuy nhiên, bí mật của trái đất cũng mang lại một loạt thách thức và khủng hoảng. Các thế lực khác cũng nhìn chằm chằm vào trái đất. Họ hoặc mưu đồ chiếm đoạt trái đất, cướp đoạt tài nguyên của nó, hoặc muốn nghiên cứu bí mật của trái đất để sử dụng cho riêng mình. Những người bảo vệ trái đất như Lao Phong phải đối mặt với áp lực và mối đe dọa từ mọi phía. Để bảo vệ trái đất, Lao Phong không ngừng nỗ lực nâng cao sức mạnh của chính mình. Trải qua nhiều khó khăn trong vũ trụ, anh hiểu rõ bí mật của trái đất có tầm quan trọng đối với nhân loại, cũng hiểu trách nhiệm bảo vệ trái đất là rất lớn. Vậy là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.